Thì cũng áp lực, con cũng có chút nóng nóng lắm tính. con làm gì Thì khi mà biết công việc sắp tới làm, con chắc chắn sẽ nóng á. Cầm chai nước sẵn. Khi mà thấy không ổn, khi mà chuẩn bị nóng lên thì sẽ uống nước. Rồi, tưởng đâu đập ly nước chứ. Uống nước thì không sao con ha. Trời ơi, rồi công việc của con nóng tính, có khi nào con bị điện giật không? Dạ cũng có thỉnh thoảng cô ơi. Ta khi làm bất cẩn cũng có, nhưng mà rất ít. Nóng quá đừng có tạt nước vô chỗ điện nha con. Nổi điên hết, đang cầm ly nước tạt một cái phạt rồi. Bây giờ mình nói về tình duyên đi con. Về tình duyên thì con chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Một mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Rồi lớp 8 hả? Lớp 8 yêu rồi. Con chỉ có mối tình khoảng 5 năm, là tới hết năm nhất đại học con chia tay. Từ lớp 8 mình yêu 5 năm luôn. Dạ. Trời ơi trời. Xong rồi tới bây giờ con không quen ai nữa, cũng 5 năm rồi. Wow. Là mấy năm rồi con ngưng? Dạ khoảng 5 năm rồi cô. 5 năm rồi hả? Dạ. Cái mối tình đó đặc biệt lắm, sao mà con chia tay được con? Dạ do là bạn nữ không tin con, nghĩ con người quê thì sẽ quen người khác nữa. Cho nên là ở trên đấy, ở trên Sài Gòn bạn đó quen thêm một người nữa. Trời nên ơi. Con mới chia tay luôn. Còn con thì sao? Dạ con thì trải qua hai mối tình, nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn cô. Làm sao? Dạ mối đầu tiên là quen hồi năm lớp 10, cũng tầm khoảng được một năm thì mọi thứ vẫn rất là bình thường luôn. Xong một khoảng thời gian cái thấy bạn này không nói chuyện nữa, thái độ lạnh nhạt. Xong thì con nghĩ là rồi vậy thì không có cách nào khác, chỉ là có một nhỏ khác thôi. Xong cái cũng con cũng tìm hiểu, con cũng đi theo dõi. Xong đến lúc phát hiện ra là có người khác thiệt, nhưng mà không phải con gái. Mời nhà trai. Đây, ngồi đi em. Nào bây giờ em giới thiệu về mình đi. Dạ lời nói đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh và chào anh trai nhà kế bên. Dạ con tên là Yến Nhi, năm nay con 20 tuổi. Wow, mới có 20 tuổi thôi hả? Dạ. Trời ơi, làm gì lo xa dữ vậy, 20 tuổi mà chưa gì đã phải lên bảng mối hẹn hò. Dạ mặc dù mới 20 tuổi nhưng mà con trải qua một vài mối tình cũng lên tăng sông máu nhiều lắm, cho nên là cho nên là con với lại mẹ cũng tin tưởng bên chương trình đó, cho nên là muốn tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc. Dạ. Và thế là chúng ta có mặt ở bạn mối hẹn hò đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn con với gia đình đã tin tưởng chương trình. Còn em trai. Chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và tất cả khán giả. Em tên là Nguyễn Hữu Trí, hôm nay con 24 tuổi. Con quê ở Đồng Tháp, hiện con sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì? Hiện tại con là kỹ sư điện. Làm ở quận mấy? Hiện tại con đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh. Con làm gì? Dạ hiện tại con đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty gốm sứ. Rồi bây giờ bên đàn gái cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ cái ưu điểm của con thì con không có gì ngoài nhiệt tình với chân thành hết, với lại con có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, nhưng mà chắc do ông tổ nghề không độ cho nên là con qua làm sale luôn. Vậy con là thế mạnh gì, ca hát hay biểu diễn? Dạ con thì hát được ạ. Vậy hả? Đâu con hát thử coi. Dạ đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm êm mang, từ tận sâu trái tim đang mơ màng, mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Tức là giọng của con thế này là nếu con muốn đi vào ngành nghệ thuật, con phải cần học cơ bản và luyện cho nó có nội lực hơn chút xíu nữa. Dạ. Ha? Vậy là con có điểm yếu gì? Dạ điểm yếu của con thì nhiều lắm, vô vàng luôn. Yếu nhất là gì? Dạ yếu nhất là ăn nhiều và lười. Lười. Dạ. Vậy đó. Yếu ăn nhất nhiều là... mà lười là mập đó con. Dạ không, nhưng mà con đụng cái trời phú là con không có mập, con chỉ tròn tròn có da có thịt thôi. Với lại con có cái khuyết điểm nữa như là con thấy cũng rất là lớn luôn, đó là giỏi chuyện giường chiếu. Giỏi chuyện giường chiếu. Con có thể ngủ 15 tiếng một ngày mà ngủ liên tục luôn. Rồi làm chú giật mình. Chú nghe vậy giỏi chuyện giường chiếu chú giật mình. Ra nó ủa, ngủ. Chú Linh, Linh nghĩ tới cái gì vậy Linh? Thì ai bé nghe nó nói trong cái thái độ rất là trong sáng là Vân hiểu là mê ngủ rồi. Thì không có phải mình Linh nghĩ mà ai nói tôi giỏi chuyện giường chiếu là không bao giờ ta nghĩ chuyện ngủ hết trơn á. Không, mình Linh nghĩ vậy thôi à. Sao không Vân nghe có. Vân nghĩ biết ngay là nhỏ mê ngủ.
nghe dễ hiểu lầm. Cười. Bây giờ bạn trai nói cho bên thằng gái biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì. Thì điểm mạnh của con chính là năng động, hòa đồng mà vui vẻ. Thì con sống làm việc có kế hoạch. Tốt. Còn về nhược điểm thì con hơi nóng tính. Cho lúc trong công việc thì cũng áp lực, con cũng có chút nóng tính. Con làm gì? Thì khi mà biết công việc sắp tới làm, con chắc chắn sẽ nóng á. Cầm chai nước sẵn. Khi mà thấy không ổn, khi mà chuẩn bị nóng lên thì sẽ uống nước. Rồi, tưởng đâu đập đi nước chứ. Uống nước thì không sao con ha. Trời ơi, rồi công việc của con nóng tính, có khi nào con bị điện giật không? Dạ, cũng có thỉnh thoảng cô ơi. Ta khi làm bất cẩn cũng có, nhưng mà rất ít. Nóng quá đừng có tạt nước vô chỗ điện nha con. Nổi điên á, đang cầm ly nước tạt một cái phạt rồi. Bây giờ mình nói về tình duyên đi con. Về tình duyên thì con chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Một mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Rồi lớp 8 nữa hả? Lớp 8 yêu rồi. Con chỉ có tình khoảng 5 năm là tới hết năm nhất đại học con chia tay. Từ lớp 8 mình yêu 5 năm luôn. Dạ. Trời ơi trời. Xong rồi tới bây giờ con không quen ai nữa, cũng 5 năm rồi. Wow. Là mấy năm rồi con ngưng? Dạ khoảng 5 năm rồi cô. 5 năm rồi hả? Dạ. Cái mối tình đó đặc biệt lắm, sao mà con chia tay được con? Dạ do là bạn nữ không tin con, nghĩ con người quê thì sẽ quen người khác nữa. Ừ. Cho nên là ở trên đấy, ở trên Sài Gòn bạn đó quen thêm một người nữa. Trời ơi. Cho nên con mới chia tay luôn. Còn con thì sao? Dạ con thì trải qua hai mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn cô. Làm sao? Dạ mối đầu tiên là quen hồi năm lớp 10, cũng tầm khoảng được một năm thì mọi thứ vẫn rất là bình thường luôn. Xong một khoảng thời gian cái thấy bạn này không nói chuyện nữa, thái độ lạnh nhạt, xong thì con nghĩ là rồi vậy thì không có cách nào khác, chỉ là có một nhỏ khác thôi. Xong cái cũng con cũng tìm hiểu, con cũng đi theo dõi, xong đến lúc phát hiện ra là à có người khác thiệt, nhưng mà không phải con gái. Không phải con gái. Ồ, vậy đó hả? Dạ, thì à, cũng yêu, là yêu anh ấy, yêu dạ. Một chị em tăng với nhau. Tăng song thiệt chứ. Dạ, tăng song thiệt. Suốt một năm trời là con quen với một người chị mà con không biết, đúng không? Nhưng mà bề ngoài không có tỏ ra một cái tín hiệu gì là chị luôn. Rất là man và kiểu như rất là bad boy, rất là dân chơi luôn. Nghiệt ngã quá. Thiệt là tăng song chứ. Rồi cuối cùng mối tình thứ nhì. Dạ, sao? Mối tình thứ nhì thì cũng có một người thứ ba chen vô. À, được mấy năm? Dạ khoảng một năm hơn. Dạ bây giờ là con đã ngưng yêu mấy năm rồi? Dạ tầm một năm rồi. Một năm rồi đúng không? Bạn kia là tới 5 năm, tỷ lệ là 5 trên 1 á ha. Rồi thì... bây giờ con muốn tìm một mối tình thế nào nè con trai? Thì về hình mẫu của con thì mẫu bạn gái thì cỡ cao khoảng 1m55 trở lên. 55. Da trắng. Thì nụ cười có duyên. Da trắng nụ cười có duyên. Về tính cách thì biết quan tâm và chia sẻ với mọi người. Về chung thủy là được. Chung thủy. Chào rồi. Con. Dạ chào cô. Con không thích cái điều gì ở con gái? Con không thích cái tính hay càm ràm á. Càm ràm là con không thích phải không? Dạ. Có đó gì? Là đức tính rồi con ơi. Phụ nữ nào cũng càm ràm á. Nào vậy? Con có hay càm ràm không? Con nói một tiếng công bằng cho cô coi. Thì làm cái gì con mới càm ràm như bình thường, con đâu có nói gì đâu. Ừ đúng không? Dạ. Rồi thế nào cũng càm ràm. Bây giờ là chú sẽ qua coi nhà gái sao ha. Cho tôi xem mắt nhà gái xíu coi nào. Hơi bị chảnh nha bạn. Con nhờ chú. À, chào con. Nụ cười rất là duyên dáng. Có kinh nghiệm trong tình yêu hả con hả? Kinh nghiệm hồi nào ta yêu chị em mà nói gì vậy? Ta thì, nguyên một năm trời cũng, là ta thì quen với một trả người giá vậy. Tình yêu. Thì coi sao? Như chưa có kinh nghiệm luôn. Chưa có kinh nghiệm gì luôn trời. Con muốn mẫu hình lý tưởng của con là người đàn ông thế nào? Dạ thì con không yêu cầu gì nhiều lắm về bề ngoài, quan trọng là tính cách thôi. Anh đó mặn mà một xíu. Mặn mà là sao? Là dạ. Là nước da đen hả? Dạ không, mặn mà trong cách nói chuyện và lối sống. Duyên dáng mặn mòi đó. Dạ, phải không? Dạ đúng. Hài rồi. Hài hước chút đó đúng không? Dạ cao to đen hôi thì cũng được. Cao to đen trắng được không? Dạ được luôn. Thôi như vậy thì mình đã hỏi ý kiến hai bên rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi. Gia đình bên gái con đi với ai? Dạ nay con đi với mẹ con. À, chào cô. Có thấy sao hai đứa nó hợp nhau không? Dạ thì mới gặp nhau thì chưa biết làm sao, mà chưa thấy mặt nữa nên ra là không biết làm sao, để cho hai đứa tìm hiểu. Nhưng mà theo cô nãy giờ ngồi nhìn nói chuyện hai bên đó, hai cháu đó thì cô thấy làm sao? Được. Thấy được đúng không? Được. Thấy bây giờ mẹ chàng rể tương lai là thế nào? Nếu mà chàng rể tương lai thì làm về nghề điện thì giúp ba nó. Ba cũng làm về kỹ sư điện. Thì hợp quá. Có đẹp trai bằng ba nó không? Cũng 9-10 với ba nó. Ba nó cũng đẹp lắm. Rồi.
Vậy là yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em đi với ai? Dạ con đi với ai? Em họ con. Con xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Hồng Vân và chào bác gái, nhà gái ạ. Con nhận xét là bạn gái bên đây là có vẻ là hợp với anh con. Là đầu tiên là về ngoại hình là giống như người mà anh con đặt mục tiêu lúc ở nhà là một bạn nữ là cao từ 1m55 trở lên. Rồi da trắng, dễ thương và nói chuyện cái giọng rất là ngọt. Thì con mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Bên đây thì anh con thì như bạn gái này mong muốn đó là một người rất là mặn. Anh con mặn lắm tâm lý và cũng biết rất là biết là yêu thương phụ nữ, cho nên là nghĩ là hai anh chị là sẽ có thể là đến với nhau được. Rồi, cảm ơn. Phấn khởi, phấn khởi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi tặng quà tặng cáp cho nhau đi. Đó. Chào. Dạ, em chào anh. Em có món quà này tặng cho em. Đó chính là một cặp tách. Hy vọng là anh và em có thể cùng nhau pha đi cà phê và thưởng thức hương vị ngọt đắng của nó. Dạ, cảm ơn anh. Em có món quà gửi tặng anh. Cái này em có tặng anh một cái bóp. Cái ý nghĩa em muốn gửi là mặc dù là có thể anh đi làm á, em không thể nào bên cạnh anh được, thì cái ví này sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh, bên cạnh anh trong những lúc vui lúc buồn, cũng giống như em luôn bên cạnh anh. Cảm ơn. Rồi hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Cảm nhận của em với anh như thế nào? Ban đầu thì em chưa, lúc mà chưa nhìn thấy anh á, nhưng mà nghe về cái tính cách của anh thì em thấy là ok. Em không có quan trọng hóa về cái mặt bề ngoài, quan trọng là bên trong tâm hồn và tính cách thôi. Anh thấy sao về em? Không, chưa thấy, thấy hết. Thấy hết à? Thấy hết. Thích, thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. Thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. Nói chung thì em rất giống cái hình mẫu mà anh đặt ra. Anh thích nhất là nụ cười và tóc mắt. Cảm ơn anh. Anh có hay ghen không? Tại vì em, cái tính cách của em thì nó hơi mạnh mẽ, nó không giống như con gái thùy mị mặc dù em áo đầm. Tại vì từ hồi lúc nhỏ em chơi với bạn toàn là con trai không thôi, cho nên là em cũng hơi manly một xíu. Không, nếu mà quen nhau mà tin tưởng thì cũng không đến mức độ phải ghen quá mức đâu. Chỉ ghen ở mức bình thường chắc cũng phải có, ai cũng có mà. Với lại anh có thích con gái mà dữ không? Anh có sợ con gái dữ không? Dữ dằn á. Hung dữ á hả? Không, nếu mà tùy chuyện chứ chuyện nào cũng hung dữ là thấy hơi mệt đó nha. Anh nhìn em có giống như hung dữ không? Cái đó hình chưa biết, cái nhà tiếp xúc nhiều mới biết được. Ý là nếu như bình thường á thì em rất là bình thường ngọt ngào như thế này thôi. Nhưng mà anh đừng có làm gì em tăng sóng máu lên là có chuyện liền. Không, nhưng mà những chuyện như thế nào thì mới khiến em có thể lên tăng xong để biết mà né tránh được. Ý là nói dối nhiều nè, với lại cái gì đó cứ mập mờ, không có giải thích rõ cho em. Thì cái đó là ấy thôi, còn bình thường em dễ chịu. Rồi với con lại, tăng xong rồi con làm gì? Con tăng xong là con hay nói, con chỉ nói ngay lúc đó rồi thôi. Xong rồi thôi, nói cho nó thả con dẫn lúc đó thôi. Chứ xong rồi không có để bụng hóng gì hết. Không, em cách nói lúc mà em tức á, rồi em nói có kiểu mà như cần đập đồ hay luyện đồ không? Không, đó giờ em chưa đập đồ, luyện đồ hay gì luôn. Ý là giận gì thì em la là anh, tại sao anh vậy anh không tức nghe là, em nói gì. Tức là khi em nóng lên hay là bực cái gì đó là nói với người khác ngay lập tức luôn. Đúng rồi, em sẽ thẳng thắn chia sẻ luôn. Chứ em nghĩ là nếu mà giữ trong lòng yêu em gì đó lâu ngày á, cái sự hiểu lầm nó càng lớn, nó sẽ không tốt cho mối quan hệ. Cái tính đấy rất là giống mẹ anh. Mẹ anh cũng bực tức cái gì là nói thẳng luôn, không để trong lòng. Mình giao lưu văn nghệ chút đi ha, mỗi đứa dạ. Tặng nhau tụng một câu nào đó. Bạn Nam hát trước đi. Dạ, thì con xin hát bài Em Là Của Anh. Rồi tiến tới nắm tay bạn gái hát đi cho nó tình cảm nào. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác bên nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay đôi ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Bạn gái đáp lại đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ
có lẽ hơn cả yêu. Rồi. Rồi. Hai đứa nó nhỏ tuổi mà nó tinh tế kìa, nó dừng ngay đúng cái lúc cần dừng á. Cảm giác của bé này giờ hơn cả yêu. Thôi, coi như là chúng ta đã nói chuyện nãy giờ rồi. Bây giờ đã lúc mình để tay mình nút bấm để quyết định các bạn. Tuy rằng các bạn còn nhỏ tuổi nhưng các bạn rất là chín chắn ha. Các bạn đang trải nghiệm tình yêu rồi. Chúng ta có thể quyết định về hứa tương lai sắp tới là có đồng ý hẹn hò hay không. Ba. Quyết liệt vậy đi. Quá là cá tính. Thích con bé này quá. Rồi nắm tay đi. Chính thức các bạn hẹn hò đó. Bây giờ mình xin phép gia đình hai bên ha. Dạ xin phép bác con hẹn hò với em Nhi. Bác chúc cho hai đứa nếu mà có duyên nợ với nhau thì đến với nhau. Dạ cảm ơn bác. Dạ. Rồi xin bác. Xin phép luôn. Xin phép bác cho. Dạ xin phép bác cho con hôn em Nhi một cái. Nhi cho ông Nhi. Nhi cái cho ông. Đó, phải cho thôi. Thôi chúc hai đứa đã nhớ mãi ngày hôm nay và lấy đó làm động lực để ta có thể bồi dưỡng cho mối tình này nó đẹp, nó dài và tiến tới xa hơn nữa nha. Yeah. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn.